Ok bác nhá, ở đây em sẽ test thử chất lượng âm thanh tiếng mic cho bác nghe thử này. 1, 2, 4, 5, 6, 7, lên. Tiếng rất là dày dặn và cũng như là đều dài bác nhá. Bác tép nghe rất là mềm mại. Và xin chào tất cả bác quay trở về cửa bên em. Sau một thời gian em chờ đợi cũng như là em chờ ngóng cái dòng sản phẩm mới về để lên cho các bác tham khảo, thì ngày hôm nay em đã về được rồi bác nhá. Về được 50 bộ mic ETC với mã là E9, hàng mới nguyên thùng nguyên hộp luôn, chính hãng của ETC bác nhá. Đây cho các bác xem luôn. Xin phép được giới thiệu qua xong em báo giá luôn để cho mọi người tham khảo này. Đây, ETC một thương hiệu đến từ Mỹ rất nổi tiếng rồi. Chúng ta có một logo ETC ở đây, một màn hình cân giữa các bác nhá, chỉnh tần số sóng. Đây là âm lượng to nhỏ. Đấy, bên này thì âm lượng to nhỏ bên này. Mã là E9 các bác này, nguồn đằng trước này. Đấy. Đây có cả tem bảo hành điện tử của chính hãng luôn, được chưa? Đấy, hàng này được bảo hành cho vòng 1 năm để các bác yên tâm sử dụng luôn, không phải suy nghĩ gì các bác nhá. Đấy, đầy đủ tem luôn, bảo hành 1 năm cho anh em luôn, được chưa? Nguyên thùng nguyên hộp luôn các bác, nguyên thùng nguyên hộp luôn. Và đặc biệt nhá, tay mic các bác, tay mic ngày hôm nay chúng ta có một bộ tay mic rất chất lượng, sử dụng bằng kim loại này. Bằng kim loại này, ETC E9 mã UHF này, đuôi chuột này, rất đẹp luôn, phải nói là cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Màn hình hiển thị có báo pin các bác nhá. Đây, em sẽ bật cái tay mic lên để cho anh em có thể nhìn này. Có báo sóng, báo pin ở tay mic này, cũng như là đầu thu này. Đầu thu báo pin luôn và tay cũng báo pin luôn nhá. Tay rất chất lượng luôn. À đây, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Cắm vào mà nó êm luôn. Cắm vào mà nó im văng phắc luôn. Không hề có một tiếng xôi, một tiếng lăn tăn nào. Đấy là một trong những cái điều mà bên em cực kỳ hướng tới, đó là chất lượng các bác nhá. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là hôm nay em về được 50 bộ mic này với mức giá cực kỳ sốc luôn các bác nhá. Em sẽ dành gửi tặng cho 5 suất đầu tiên bác nào ủng hộ cửa hàng em, tham khảo ủng hộ cửa hàng em bộ mic ETC với mã là E9 này. Ngày hôm nay em để cho bác với mức giá chỉ có 1.300.000 đồng một bộ thôi, bác không nghe nhầm đâu nhá. Đấy, em chỉ dành cho 5 suất đầu tiên các bác nhá. 1.300.000 đồng. Đấy. Nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em luôn, được chưa? Miễn phí ship toàn quốc. Đấy, hàng thì nguyên thùng nguyên hộp luôn, đầy đủ chống lăn này. Đấy, rồi nguồn này rác 6 ly đầy đủ hết các bác nhá. Tem bảo hành ở đây có 1 năm điện tử bảo hành rồi, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng luôn, được chưa? Nhận hàng các bác được quyền kiểm tra cắm thử vào alo test tiếng mic không đúng như em quảng cáo, hoàn toàn các bác giả về cho em luôn. Ok chưa? À được, 1 2 4 5 6 7 lên. Đấy. Các bác cứ nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán cho em thoải mái luôn. Ok chưa? 1.300.000 đồng một bộ. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu nhá. Và em sẽ thử test chất lượng âm thanh để cho các bác có thể tham khảo được cái sản phẩm này ngày hôm nay. Thì cũng phải nói là quá ok luôn. Đây, đây nhá. Đây các bác này. Đây, khi bê mã lô thì cái sóng này nó sẽ nhảy. Được. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, đây, nhạc lên này. Ok này, cho tiếng eo vang vào, khí vang lên này. Đây này, lên, lên. Ok, tiếng này này, quá ok, rất hay rồi. Đấy, em sẽ thử test chất lượng âm thanh cho bác nghe thử ở karaoke đi. Đấy, lên. Tiếng dày dặn luôn, ok luôn các bác nhá. ETC E9 tay bằng kim loại các bác nhá. Tay kim loại sơn chống vân này, chống xước này, chống bụi bẩn này. Đấy. 1.300.000 đồng em dành để tặng cho 5 suất đầu tiên các bác nhá. Đây, em thử bác nghe thử nhá. À đây, đây. Đây các bác này, đây nhá.
nào, ok chưa? Em thực sự là em làm video thì em cũng rất là mong muốn rằng là gửi đến tất cả các bác những cái gì nó thực tế nhất ở trong cái sản phẩm mà bên em giới thiệu cho bác. Và ngày hôm nay thì giới thiệu cho bác bộ mic ETC-E9. Đây là một mã sản phẩm mà đang hiện tại đang độc quyền cửa hàng em đang có bác nhá. Đấy, số lượng đợt này về có 50 bộ và em sẽ ưu tiên dành gửi tặng cho là 5 bác đầu tiên thực sự yêu thích, nhanh tay các bác ủng hộ cửa hàng nhà em, nhắn tin cho em nhá, hoặc các bác gọi điện trực tiếp cho em số điện thoại 0829 66633. Đấy, chốt mic ETC-E9 với mức giá là 1.300.000 đồng các bác nhá. 1.300.000 đồng bên em miễn phí ship luôn, tặng kèm cho các bác là đầy đủ hết là phụ kiện ở bên trong này rồi. Đấy, chống lăn có rồi, dây 6 ly có rồi, nguồn như các thứ có rồi. Nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhá. 1.300.000 đồng, hàng bảo hành 1 năm. Đấy, và sẽ được lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng các bác nhá. Đấy, đấy là một cái chính sách rất là tốt của bên công ty dành tặng cho bên em. Đó, cũng như là bên em đưa tới tất cả các bác sử dụng. Đấy, thì mọi chi tiết bác liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại, hoặc là bác để lại số điện thoại bên em sẽ trực tiếp có nhân viên gọi điện tư vấn cho các bác nhá. Xin chào các bác.